should be so beautiful. Now look at me. My actions are unbeautiful. It's clear to see. Come on and step out of the cage. I'm gonna trap you in the page. I'll take my place up. Bí ngô, điêu thuyền phù thủy bí ngô, hai trang phục Halloween sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 10, mang không khí Halloween đến anh em trên Google Buy, đồng thời sẽ có chuỗi sự kiện Halloween để các bạn tham gia nha. Ở học viện quái vật, có hai đứa hâm dở suốt ngày cà khịa nhau, xem đứa nào đáng sợ hơn. Và bỗng một hôm, có chuyện hay ho xuất hiện. Học viện quái vật thông báo sự kiện, quái vật nào có chỉ số đáng sợ cao nhất sẽ trở thành học viên ưu tú của trường. Thế là cuộc ganh đua bắt đầu. Điêu thuyền lên trước. Mà Lộc cũng nhanh tay gọi ngay một ống zip. Vera sợ rồi, điều thuyền dẫn trước. Mà Lộc vẫn giữ vững phong độ. Tốc độ của cả hai đang dần nhanh hơn, sắp hết thời gian rồi. Một người nữa, lại một người nữa. Thời gian sắp hết. Mà Lộc điều thuyền không cho người ta thoát đi mà. Lại hòa rồi. Quá cân tài cân sức. Đồng hồ đếm ngược rồi. Mục tiêu cuối cùng. Mà Lộc nhảy xuôi, điều thuyền quay ngược, dùng chiêu cuối. 3, 2, 1, hết giờ. Crimson Veil. Người trở thành quái vật đáng sợ nhất năm nay chính là theo bạn, người chiến thắng là ai? Supermoviet.vn bán ít đơn quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Chỉ 150k các bạn sở hữu tài khoản lên đến 30 tướng.